Xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các nhà khoa học từ 32 nước kêu gọi WHO công nhận virus SARS-CoV-2 lây trong không khí để đưa ra một loạt biện pháp mới ngăn chặn virus này. Cụ Nguyễn Quế Duệ, chàng thanh niên làng giấy Bưởi năm xưa với câu chuyện Một lần gặp bác, một đời nhớ bác. Hỗ trợ ngư dân đầu tư công nghệ đánh bắt xa bờ, trước hết là giải bài toán rào cản về vốn đầu tư. Bắt đầu phần tin chi tiết. Hôm nay, nắng nóng đã bắt đầu xuất hiện ở miền Trung và sẽ còn mở rộng ra miền Bắc. Dự báo hôm nay ở Bắc Bộ sẽ có nhiều điểm nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tăng nhiệt lên 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tờ New York Times của Mỹ đưa tin 239 nhà khoa học từ 32 nước đang kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới công nhận việc virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây truyền trong không khí khiến đại dịch lây lan nhanh. WHO vẫn cho rằng virus lây lan chủ yếu qua những giọt lớn thoát ra từ đường hô hấp của bệnh nhân do ho, hắt hơi hoặc khi giao tiếp và rơi xuống bề mặt nào đó. Còn theo các nhà khoa học, các bằng chứng hiện cho thấy rằng virus có thể lây lan qua các hạt có kích thước vô cùng nhỏ, tồn tại trong không khí, bên trong nhà hay phòng kín. Nếu lây truyền qua không khí thực sự là một yếu tố lây lan đáng kể, thì sẽ phải đưa ra một loạt biện pháp mới để ngăn chặn virus SARS-CoV-2, bao gồm đeo khẩu trang trong phòng, thậm chí ngay khi đã duy trì giãn cách xã hội. Các nhân viên y tế cần đeo khẩu trang đặc biệt có thể chặn được các hạt siêu nhỏ và sử dụng hệ thống thông gió ở những nơi công cộng, cũng như loại đèn cực tím có khả năng tiêu diệt các phần tử virus. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 81, Việt Nam không phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Đến lúc này, tổng số ca nhiễm ở trong nước vẫn là 355 người, gần 96% số ca mắc bệnh đã được điều trị khỏi. Còn thế giới, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến sáng nay, theo số liệu của Mỹ, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu đã là hơn 11,5 triệu người, hơn 536.000 ca tử vong. Riêng nước Mỹ có gần 3 triệu ca mắc, hơn 132.000 ca tử vong. Đứng thứ hai về số ca mắc và số ca tử vong vẫn là Brazil. Một chương trình gala tri ân các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vừa diễn ra vào tối ngày 5 tháng 7 tại Phú Quốc. Đây là cơ hội để những tình cảm chân thành nhất được gửi trao tới những người chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Dù đã hơn 80 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhưng đội ngũ y bác sĩ chưa một ngày được nghỉ ngơi. Họ luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, ngày đêm hết lòng cứu chữa các bệnh nhân. Khoảng 70 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, những người trực tiếp tham gia chống dịch đã tham dự gala tri ân. Trong đó có 4 tập thể và 4 cá nhân y bác sĩ đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng khen cho thành tích xuất sắc, tiêu biểu của ngành y tế cả nước. Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đã trao bằng khen cho 16 tập thể và 13 cá nhân y bác sĩ. Buổi tri ân ngày hôm nay là chúng tôi thấy rất là vui. Trong cái thời gian suốt mấy tháng trời của dịch COVID-19 thì hầu như chúng tôi không có ngày nghỉ, không có thứ bảy và chủ nhật. Chúng tôi làm liên tục cả ngày cả đêm, đôi lúc lúc đó nhiều khi cũng ước ao là có thể có những cái giây phút mà dịch nó qua đi để chúng tôi có thể được nghỉ ngơi cùng đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và người thân. Cuộc tri ân ngày hôm nay hết sức có ý nghĩa, động viên đội ngũ y bác sĩ toàn ngành y tế trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhưng trong đó có động viên các y bác sĩ trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các y bác sĩ này không chỉ ở lĩnh vực điều trị và kể cả lĩnh vực dự phòng. Có một thực tế là đến thời điểm này, dù Việt Nam đã có 80 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhưng đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế vẫn chưa được nghỉ ngày nào từ Tết Nguyên đán đến giờ. Vì thế, món quà tri ân là những kỳ nghỉ bên gia đình dành tặng 5.000 người hùng áo trắng trên khắp cả nước có ý nghĩa thiết thực để đội ngũ y bác sĩ có thể hồi sức sau khoảng thời gian dài kiên cường chiến đấu chống dịch bệnh. Tại buổi lễ tri ân, những người hùng áo trắng cũng đã chia sẻ nhiều câu chuyện đáng nhớ trong suốt khoảng thời gian họ phải gồng mình chống dịch.
đó là những khó khăn, kỷ niệm vui buồn, cả những lo lắng, áp lực mà đối với họ đã trở thành những ngày tháng không thể nào quên. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghệ chế biến, chế tạo cho thấy bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới. Dự kiến quý 3 năm 2020 so với quý 2 năm 2020 có 49,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên, 19,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 31,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Các doanh nghiệp khu vực nhà nước lạc quan nhất, theo sau là các doanh nghiệp FDI. Xu hướng quý 3 năm 2020 so với quý 2 năm 2020 có 34,2% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới, 21,9% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 43,9% số doanh nghiệp dự kiến ổn định. Lãi suất cho vay và lãi suất huy động của các ngân hàng đang có xu hướng liên tục giảm, có nghĩa là người tiêu dùng muốn đi vay sẽ được lãi suất thấp, nhưng gửi tiết kiệm thì ít lãi hơn các năm trước. Riêng lãi suất cho vay, từ đầu năm đến nay đã được nhiều ngân hàng cắt giảm từ 0,5 đến 3% một năm. Theo các chuyên gia kinh tế, dư thừa tiền đang là một thực tế đối với nhiều ngân hàng. Và thực tế này khiến cho các tổ chức tín dụng buộc phải hạ cả lãi suất huy động cũng như cho vay. Tuy lãi vay thấp, nhưng nhu cầu về vốn lại đang đi xuống. Vì vậy, làm sao thúc đẩy nhu cầu về vốn vay đang là bài toán mà nhiều ngân hàng phải giải quyết hiện nay. Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo mạng ngày hôm nay. GDP của Việt Nam có thể lên vị trí 20 trên thế giới vào năm 2050. Trang Vietjet của Nhật Bản cho biết đây là nhận định của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam Eurocharm, và cơ quan này cũng nhận định GDP của Việt Nam sẽ đứng thứ 10 trong khu vực châu Á trong năm 2050. Đánh giá này dựa trên cơ sở những cơ hội và đà phát triển của Việt Nam từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EVFTA và cải cách hành chính sẽ có hiệu lực vào tháng 8 năm nay. Việc ngăn chặn thành công virus corona của Việt Nam là cơ hội rất tốt để đánh mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ các nước EU. Cùng nhận định, báo Siam Aktu của Thái Lan phiên bản tiếng Pháp cũng có bài viết đề cập mức tăng trưởng không ngờ của Việt Nam trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Tờ báo đánh giá sau dịch COVID-19 được nhanh chóng kiểm soát, Việt Nam sẽ là một mô hình thành công về tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á trong năm nay. 6 lý do để đầu tư hoặc thành lập startup tại Việt Nam là thông tin vừa được đăng tải trên trang Startups của Pháp. Bài viết đã trích dẫn video của một YouTuber có ảnh hưởng nêu các lý do vì sao nên lựa chọn Việt Nam. Nhân vật cho biết trước hết đây là môi trường đầu tư thuận lợi cho công ty nước ngoài với những câu chuyện thành công điển hình như Coca-Cola, Toyota, Shell. Thứ hai, khung pháp lý và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các hiệp định thương mại tự do mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. Thứ ba, thị trường quy mô và đầy tiềm năng với tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh. Thứ tư, cơ sở hạ tầng chất lượng cao cho phép hoạt động kinh doanh hiệu quả và giảm chi phí giao dịch. Thứ năm là nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Và một lý do nữa cũng rất quan trọng, đó là sự ổn định kinh tế và chính trị. Thanh toán di động của Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng với 418 triệu giao dịch trong năm 2019. Trang Sina của Trung Quốc đưa tin, 4 tháng đầu năm nay, số lượng và số tiền giao dịch thanh toán bằng di động của Việt Nam tăng lần lượt 189% và 166,1%. Báo cáo do công ty kiểm toán BVKC mới công bố cho thấy tăng trưởng thanh toán di động của Việt Nam là luôn nằm trong top các nền kinh tế mới nổi. Các công ty fintech là một động lực quan trọng để phát triển thanh toán di động tại Việt Nam và lĩnh vực này tiếp tục được đánh giá là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam trong thời gian tới. Tạp chí Insider của Mỹ vừa bình chọn 50 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới, trong đó có Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Trang Hà Nội mới cho biết, theo lời giới thiệu của tạp chí này, vẻ đẹp tự nhiên của Vịnh Hạ Long trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Tới đây, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp và tham gia nhiều trải nghiệm đáng nhớ như chèo thuyền kayak, ngồi trực thăng, ngắm toàn cảnh vịnh. Cùng với Vịnh Hạ Long, các kỳ quan khác của châu Á cũng được Insider bình chọn vào danh sách này, gồm có núi Tianzi ở Trường Gia Giới, Trung Quốc, khu đồi Sô-cô-la trên đảo Bohol của Philippines, ruộng bậc thang Tegalaglan, Ubu trên đảo Bali, Indonesia.
Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo: cụ Nguyễn Quế Duệ một lần gặp bác, một đời nhớ bác, một lần nghe bác căn dặn mà khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ. Cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện của chàng thanh niên làng giấy bưởi năm xưa. Làm thế nào để ngư dân tiếp cận và đầu tư công nghệ trong khi đang gặp rào cản về vốn đầu tư? Có những người một lần gặp bác, một đời học bác. Đó cũng là câu chuyện về một chàng thanh niên làng giấy bưởi năm xưa, được một lần nghe bác Hồ căn dặn mà khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ. Cụ Nguyễn Quế Duệ vừa tròn 90 tuổi vào ngày 4 tháng 7. Bác Hồ đã căn dặn dân làng giấy bưởi Hà Nội những gì? Lời dặn ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của chàng thanh niên năm nào được gặp bác? Phóng sự sau sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện nhiều xúc cảm này. Bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm làng giấy Yên Thái, phường Bưởi, Hà Nội nhân cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6 tháng 1 năm 1946. Trong bức ảnh này chỉ còn duy nhất cụ Nguyễn Quế Duệ còn sống. Vâng, lúc bấy giờ 16 tuổi. Dạ. Lúc này thì là bác Hồ là đang xem cái chất lượng một tờ giấy của làng mình làm ra đúng không ạ? Bác khen là tốt, phải làm tốt hơn nữa. Chính bấy giờ ra ngoài kháng chiến phải cải tiến để có được quế trắng để in để rồi chỉ là tuyên truyền đấy đấy. Làm tài liệu và khi cụ đi dở ra đó thì cụ lại thấy hai em nhỏ đang nhảy trên cái vạt giấy dân phơi đó. Thì cụ bảo các cháu đừng nhảy lên mà học của dân. Tôi cứ nhớ mãi cho đến bây giờ, chứ học bác thì vô cùng là nhiều, học mãi không thể hết được đâu. Cụ Nguyễn Quế Duệ năm nay 90 tuổi, đã có 63 năm tuổi đảng. Sinh ra trong một gia đình có nghề làm giấy, cụ Duệ cả cuộc đời gắn bó với giấy. Khi đi kháng chiến, cụ làm công tác in truyền đơn cho Bộ Quốc phòng. Sau này, cụ làm công tác đảng và hơn 10 năm đảm nhiệm vị trí giám đốc nhà máy in Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng. Dù ở cương vị nào, cụ Duệ vẫn nhớ lời dặn của bác năm xưa khi về thăm làng giấy. Bác đã nói là con người là vốn quý, anh em mà bị sao đó thì mình phải chịu trách nhiệm. Nhắc anh em là làm ăn như thế nào đừng để cho hư hỏng, và đặc biệt là không được lấy cái gì của công. Cán bộ dưới của tôi là cho đi làm việc mà lấy của công về thì chưa được, bắt trả lại họ. Cho nên anh em không có ai trách mình. Tất cả mọi cái cũng như đảng đã nói mà, người đứng đầu mà không tốt thì người sau sẽ học theo. Cái đó phải chú ý. Nơi bác Hồ về thăm hòm phiếu bầu cử của làng Yên Thái năm 1946 giờ đã trở thành phòng đọc sách của người dân ở đây. Còn ngõ lịch sử này, sau những lần trùng tu vẫn giữ được cách lát gạch kiểu xưa. Đó là nhờ công của cụ Duệ kiên quyết thuyết phục để giữ lại nét văn hóa lịch sử của làng. Mỗi một khi có việc gì mà lớn mà chúng tôi cần làm thì trước tiên là chúng tôi bao giờ cũng đến tham khảo xin ý kiến của cụ. Cụ luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác. Hội cựu chiến binh, cụ vẫn tham gia bình thường, là một đảng viên gương mẫu. Gia đình cụ Duệ vẫn ở đây hơn 100 năm nay. Tứ đại đồng đường ở chung với nhau trong căn nhà cổ, cuối con ngõ lịch sử, nơi bác Hồ từng về thăm. 90 tuổi, ngày nào cũng gặp gỡ bạn bè, cập nhật tình hình thời sự, làng xóm. Cụ là tấm gương cho con, cho cháu và của những người dân ở khu phố này. Tỉnh Hà Giang đã ra mắt Quỹ Khuyến học Khuyến tài của tỉnh. Là địa bàn còn gặp khó khăn về nhiều mặt, việc thành lập và ra mắt Quỹ Khuyến học Khuyến tài tỉnh Hà Giang là hoạt động ý nghĩa để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần thực hiện công cuộc giảm nghèo của tỉnh. Tại buổi lễ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ cho Quỹ Khuyến học Khuyến tài tỉnh số tiền hơn 51 tỷ đồng. Trong đó, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh ở Hà Nội ủng hộ 9,8 tỷ đồng. Người dân vùng sông nước miền Tây có một nghề thường được gọi là nghề hạ bạc, tức là nghề chài lưới. Đây là nghề nhiều hiểm nguy và vất vả vì luôn phải đối diện với sóng gió, nắng mưa và lạnh lẽo của dòng sông. Ngày nào lưới chài còn ướt là còn có đồng ra đồng vào, chứ khô lưới khô chài thì chỉ là túng thiếu.
Vậy nên không ít người nói rằng cực chẳng đã mới bám vào sông để tìm kế sinh nhai. Trên dòng sông Hậu, ông Tư Tùng không thể nhớ mình đã bao nhiêu lần gửi hy vọng theo từng lần quan chài. Nhưng rồi giữa dòng nước mênh mông, trong miệng chài kéo lên nhiều khi chỉ toàn thất vọng. Mấy chục năm trong nghề, cái gì cũng nhiều hơn, từ kinh nghiệm vốn liếng cho xuồng ghe chài lưới và cả số lần quan chài mỗi ngày. Chỉ có cá tôm là ngày càng ít, bạn nghề ngày một thưa. Sáng chài sớm chút mà chưa bán là nghỉ, chiều chài chút vậy. Nhưng bây giờ người ta cũng nghỉ hết trơn rồi, nó còn ai đâu còn ít lắm, còn vài người. Thì ngày xưa thì chài thì cá mắm nó nhiều hơn bây giờ vậy thôi, chứ cũng dễ sống hơn bây giờ. Giờ thì cá cũng có nhưng mà nó không bằng. Ở một đoạn sông gần đó, ông Cường cũng thấy dòng sông quen giờ đã ít nhiều đổi khác. Gần nửa tiếng kéo cào, lưới vẫn nặng, vẫn đầy, nhưng không phải vì nhiều tôm cá. Nếu không có con tôm càng xanh này, buổi đi cào hôm nay coi như thành công cốc. Cái gác thì nó nhiều hơn cá có xíu rồi gác thì nó nhiều. Bán này nếu không có con tôm này thì bán chừng 20.000, 20-30.000 bác chứ nha. Không còn như thời tôm cá dồi dào và không thể biết trước được thành quả của mỗi lần quan chài. Thế nhưng nghề hạ bạc vẫn có niềm vui từ chính sự hên xui may rủi của nghề. Thì không có gì bằng mà trúng tôm trúng cá mà quất chài mà nó vô cứ ngắt cái chài mà chừng mấy chục ký. Ông à, có chài cứ dễ lên kéo một cái chừng mười mấy ký mà cái chài nó cứ ngắt hết trơn luôn, là hăng cái đó. Chợ cá Xóm Chài là nơi đổi sự hào sảng của dòng sông thành cuộc sống thực tế của người làm nghề hạ bạc. Ở đây cá sông luôn được đón nhận với một mức giá chấp nhận được cho cả người bán lẫn người mua. Cái chén này thường thường là chân tương, chiên phù, ha vậy thôi chứ muốn làm gì nữa, với kho lạc. Bên Xóm Chài này người ta bán nhiều nói nhiều chứ không có nói thấp. Đi làm cu ly hồ này nọ thì ngày cũng trăm mấy, khi này mình đi dài chài cũng được trăm mấy, thành ra gán đeo. Nhiều khi có khi không là thua người ta cái chỗ đó đó. Cái nghề hạ bạc này nó dở cái là không chắc. Nghề cá đang đứng trước nhiều khó khăn, dư địa khai thác không còn nhiều, chi phí cao, giá hải sản lại thấp và kết cục là thu nhập chuyến biển giảm sút. Để tháo gỡ những khó khăn này, một trong những giải pháp có tính mấu chốt là đầu tư công nghệ cho các tàu khai thác xa bờ, tăng hàm lượng công nghệ cho hải sản khai thác. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là làm sao để ngư dân tiếp cận và đầu tư công nghệ, trong khi đang gặp rào cản về vốn đầu tư. Những bóng đèn LED này dùng để lắp trên tàu cá. Công suất giảm đi 6-7 lần so với loại bóng đèn siêu mà lâu nay các tàu cá hay sử dụng với công suất từ 1.000 đến 2.000 W. Chuyển sang bóng đèn LED, năng lượng được tiết kiệm, nghĩa là nhiên liệu trên tàu cá được tiết giảm, trong khi với ánh sáng của đèn LED, khả năng dẫn dụ cá lại cao hơn. Trước lọ dầu sau này cái máy á, nó công suất nó kéo là nó cao độ khỏe hơn chút nữa. Thay vì hồi kia mình kéo là 100 mi, bây giờ còn 80-90 á, là nó giảm bớt một cái phần nào cho mình khỏe bớt. Hiện tại ở Việt Nam có nhiều công nghệ từ dự báo đến khai thác, bảo quản hải sản khi ngư dân ứng dụng đã giải quyết được hàng loạt hạn chế lâu nay trong khai thác xa bờ. Ví dụ như trong bảo quản hải sản, nếu đầu tư công nghệ, chất lượng cá được nâng lên, mà chất lượng nâng lên thì giá bán cao hơn. Ngư dân biết đầu tư công nghệ là có lợi và hầu như ngư dân nào cũng muốn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho tàu cá. Thế nhưng, chỉ riêng hệ thống chiếu sáng dẫn dụ cá bằng đèn LED để đầu tư, mỗi tàu cá cần ít nhất 100 triệu đồng. Đó là số tiền khiến cho ngư dân phải cân nhắc. Kiếm cái tổn xuống là 100 triệu nữa, bây giờ mà bỏ đầu tư 80 triệu nữa, có thể mình không có thể nào mà mua nổi được. Trở ngại về vốn đầu tư công nghệ là lý do đầu tiên khiến cho trên 30.000 tàu cá khai thác xa bờ của cả nước, phần lớn vẫn mang nặng tính thủ công trong khai thác. Nông dân cũng kinh phí còn hạn chế, thì chúng tôi xây dựng mô hình, chúng tôi kết hợp với các cái đơn vị mà cung ứng các thiết bị đó để hỗ trợ cho ngư dân và có thể bán trả chậm bằng cái hình thức đó để thao gỡ cho ngư dân. Và hình thức đó thì cơ bản các cái đơn vị cung ứng đó đã đồng ý. Mà tất nhiên thì người ta vì vốn người ta phải cho ứng trước, người ta cũng giống ngân hàng, phải xem anh nào có năng lực, có khả năng trả nợ thì người ta sẵn sàng đối ứng. Nhiều ngư dân cho rằng sự gắn kết giữa các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ và ngư dân, cùng với đó là chính sách hỗ trợ để ngư dân tiếp cận công nghệ theo kiểu bán thiết bị trả chậm,
thì lúc đó mới có nhiều ngư dân mạnh dạn đầu tư công nghệ cho những tàu cá khai thác xa bờ. Nổi bật trên bản đồ du lịch biển phía Bắc, Cát Bà được ví như đảo ngọc ẩn mình, mang một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Nói vậy là bởi nằm biệt lập, Cát Bà giữ trọn nét hoang sơ hùng vĩ, những đảo đá vôi nhấp nhô trên mặt biển. Quần đảo Cát Bà có tới gần 400 đảo lớn nhỏ. Khi đến đây, du khách sẽ có cơ hội thư giãn trên những bãi tắm dài và cát trắng mịn. Và mới đây, Vịnh Lan Hạ còn được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Quá nhiều lý do để khám phá nếu quý vị đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch hè sắp tới của gia đình. Hòn đảo sống động nhất, thu hút khách du lịch bậc nhất của Cát Bà chính là đảo khỉ. Những chú khỉ đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của khách du lịch. Cho khỉ ăn, dạo mát, tham gia các trò chơi, tắm biển, trèo kayak, lưu lại những kiểu ảnh kỷ niệm theo cách riêng, đặc biệt hấp dẫn giới trẻ và nhóm khách gia đình. Cái nước biển đây là sạch hơn những chỗ bãi tắm khác. Đấy, mình rất thích chỗ này, nó lắng lắng một chút nhưng mà nó có gió mát. Dạo thuyền ngắm vịnh Lan Hạ với hàng trăm đảo đá vôi lớn nhỏ san sát, chia cắt mặt biển thành những áng vịnh nhỏ. Những eo biển xanh, cát trải dài, không có sóng lớn, trở thành bãi tắm lý tưởng. Vịnh Lan Hạ chính thức gia nhập câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới cùng với vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang, vịnh Lăng Cô của Việt Nam. Đến di sản này, ngoài phà, tàu cao tốc, du khách có thêm lựa chọn với tuyến cáp treo vượt biển Cát Hải Phù Long. Tại Cát Cò, một trong những bãi tắm đẹp nhất Đông Nam Á, tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế xuất hiện, mang đến diện mạo mới, đa dạng sản phẩm du lịch chất lượng cao, đánh thức du lịch đảo ngọc. Khắc phục những cái hạn chế của du lịch như là cái nạn cò mồi, rồi cái trèo kéo khách để tạo cái hình ảnh cho cái du lịch Cát Bà nó xứng tầm trong thời gian tới. Và cái nhiệm vụ cuối cùng đó là phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền quảng bá các hình ảnh của Cát Bà, đặc biệt là khi mà vịnh Lan Hạ được công nhận là một trong các vịnh đẹp nhất thế giới trong cái thời gian tới. Vẻ đẹp vịnh Lan Hạ chinh phục tài tử Leonardo DiCaprio. Trên trang Instagram của mình, nam diễn viên ngợi khen chốn thiên đường và kêu gọi du khách gìn giữ, bảo vệ môi trường. Đến Cát Bà, thử ngoạn vẻ đẹp cảnh quan nguyên sơ, kỳ vĩ, trải nghiệm, khám phá những tuyệt tác thiên nhiên. Cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền Việt Nam. Để xem lại bản tin ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vtv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.